Là một sĩ quan trẻ, những năm qua, Thượng úy Phan Thanh Tài, tiểu đoàn 303, trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk luôn là tấm gương sáng trong công tác quản lý, chỉ huy bộ đội và tham gia nhiều hoạt động, việc làm, mô hình sáng tạo. Với những thành tích trong công tác, Thượng úy Phan Thanh Tài đã trở thành hạt nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của trung đoàn 584 nói riêng và lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024 nói chung. Là người con quê hương cách mạng Đại Lộc Quảng Nam, với Thượng úy Phan Thanh Tài, đó là niềm vinh dự tự hào và trở thành động lực thôi thúc anh từng bước trưởng thành trong môi trường quân đội. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 2 năm 2019, về nhận công tác tại Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Khi đảm nhận cương vị từ trung đội trưởng đến nay là đại đội trưởng đại đội 5, tiểu đoàn 303, Thượng úy Phan Thanh Tài luôn xác định thử thách chính là cơ hội, động lực để không ngừng cố gắng nỗ lực, hoàn thiện mình và toàn tâm toàn ý với công việc. Bằng kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với vốn kiến thức được đào tạo cơ bản, Thượng úy Phan Thanh Tài đã chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, vận dụng hiệu quả những mô hình hay, cách làm mới, cũng như tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của cán bộ cấp trên, của đồng chí, đồng đội để hoàn thiện mình hơn. Chí Thượng úy Phan Thanh Tài là một cán bộ trẻ của đơn vị. Với cương vị là đại đội trưởng của đại đội 45, đồng chí luôn phát huy cái tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác quản lý thì đồng chí là một trong những cán bộ sâu sát với đơn vị, nắm đến từng chiến sĩ và thường xuyên có những cái biện pháp, cái giải pháp để ổn định đơn vị và quản lý đơn vị chặt chẽ, an toàn. Với lối sống gần gũi, sâu sát, Thượng úy Phan Thanh Tài luôn biết phát huy sức mạnh của tập thể, duy trì quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Là cán bộ chỉ huy, Thượng úy Phan Thanh Tài đã trực tiếp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm tốt công tác quản lý, giáo dục, huấn luyện bộ đội, quan tâm, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, cũng như kịp thời có các biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Thì đối với cấp ủy, chỉ huy đơn vị, quán triệt và chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024. Đối với đơn vị thì đã làm tốt công tác chuẩn bị từ hệ thống giáo án, sổ sách đến hệ thống mô hình học cụ, vật chất bảo đảm cho huấn luyện. Bản thân tôi và các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cảm nhận về đồng chí Tài là một đại đội trưởng gương mẫu và luôn quan tâm giúp đỡ sâu sát tỉ mỉ trong quá trình huấn luyện và công tác, giúp cho chúng tôi luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chúng tôi cảm nhận rằng đồng chí Tài là một tấm gương sáng, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng để chúng tôi học tập và noi theo. Bằng sự nỗ lực, cố gắng và các thành tích đạt được trong quá trình công tác, Thượng úy Phan Thanh Tài vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến năm 2021. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng giải ba hội thi sáng kiến năm 2022 và nhiều năm liền được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Thượng úy Phan Thanh Tài là một điển hình tiên tiến bông hoa thi đua trong vực hoa thi đua quyết thắng của Trung đoàn Bộ binh 584 và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.